chị thỉnh phép làm ăn bên em lâu chưa? Dạ thỉnh được 1 năm rồi á. Được 1 năm rồi. Ê, dạ. Sau khoảng thời gian 1 năm qua thì thấy công việc thế nào, làm ăn thế nào, tốt hơn không? Dạ được, làm ăn được, cũng được. À, có nghĩa là trong mùa dịch nhưng mà công việc vẫn làm ăn thuận lợi đúng không? Ừ. Dạ. Có doanh thu đúng không? Thu nhập khá đúng không? Tạm tạm. Nói chung là thấy là hiệu quả rõ rệt đúng không? Dạ. Nhiều người họ chết lên chết xuống mà mình vẫn sống, vẫn thu nhập ok, vậy là chúc mừng rồi.